Chào các bạn, tôi là Nghĩa từ Luật Sư X. Có một cái quan điểm rất là hay, đó là khi mọi người ly hôn xong ấy thì mọi người đều có thể muốn là đuổi cái thành viên, đuổi cái người chồng của mình ra khỏi cái hộ khẩu mà đang cư trú hiện tại. Việc đuổi như này thì pháp luật có cho phép hay không và thủ tục sẽ thực hiện như thế nào? Qua video này thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu. Thực ra sử dụng từ đuổi ở đây thì cũng không hẳn là chính xác, mà ở đây là muốn là người chồng ra khỏi hộ khẩu khác, bởi vì cái hộ khẩu liên quan rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là sau này ông chồng ông có vay tài chính chẳng hạn thì phải kê khai hộ khẩu. Mà kê khai hộ khẩu như thế thì người ta sẽ đến tận hộ khẩu để người ta đòi. Hoặc là ít nhất về khía cạnh tình cảm, cảm tính thì sau khi ly hôn chả ai muốn dính dáng đến ai cả. Nên là cái việc hộ khẩu là rất là quan trọng. Sẽ có hai cách để mà chúng ta có thể tách ông chồng ra khỏi hộ khẩu. Thứ nhất là nếu chúng ta là vai trò chủ hộ thì chúng ta có thể dùng tư cách này cộng với cái bản án ly hôn để làm việc với quan công an cấp huyện hoặc là cấp phường xã, để nói rằng là tôi là chủ hộ và hiện nay ông này không còn tư cách trong hộ ấy nữa, tôi muốn xóa ông này khỏi cái hộ khẩu của chúng tôi bằng cách điền tờ khai thay đổi nhân khẩu theo quy định của luật cư trú mới, cộng với lại là những cái giấy tờ tùy thân của chúng ta để nộp cơ quan công an. Thì cơ quan công an cấp huyện, cấp quận thì giải quyết trong thời gian khoảng từ 3-5 ngày là cấp cho chúng ta một cái xác nhận cư trú. Cách thứ hai đó là thay vì đuổi ông này ra khỏi chủ hộ thì chúng ta từ cái chức chủ hộ đi và chúng ta thay đổi hộ khẩu bằng cách là chúng ta tách của chúng ta ra một cái hộ khẩu mới. Tách hộ khẩu ở đây được hiểu rằng là chúng ta có thể trên một cái địa chỉ nhưng chúng ta sẽ thành hai cái hộ khác nhau, hoặc là chúng ta sẽ tách cái hộ này đi hẳn một cái nơi khác để không dính dáng gì hẳn luôn. Hiện nay thì luật cư trú mới đã rất cởi mở trong vấn đề này, có nghĩa rằng là hồi trước khi mà ly hôn ấy thì người vợ đôi khi là ông chồng là chủ hộ mà, nên người vợ muốn là chuyển khẩu đi cần phải ý kiến của chủ hộ. Nhưng luật cư trú mới đã có quy định rất rõ ràng rằng là nếu ly hôn và xuất trình được cái bản án ly hôn hay là quyết định ly hôn ấy thì việc tách khẩu không cần ý kiến chủ hộ nữa, mà chỉ cần cái xác nhận của cái người tiếp nhận chúng ta ở cái hộ bên kia mà thôi. Được hiểu rằng nếu chúng ta mua nhà thì đó là hộ của chúng ta luôn. Nếu chúng ta ở gia đình của bố mẹ nhà vợ chẳng hạn, hoặc là chúng ta ở gia đình của bố mẹ ruột chúng ta, thì chúng ta cần xin ý kiến của bố mẹ, tức là người chủ hộ của bên tiếp nhận chúng ta là xong, chứ không liên quan gì đến cái hộ mà ông chồng đang là chủ nữa. Thành phần hồ sơ thì cũng y như trường hợp 1, và tôi nghĩ đây là một cái cách triệt để nhất để có thể tách hai người ra gần như không liên quan đến nhau, không muốn dính dáng sau ly hôn. Sẽ có rất nhiều trường hợp phức tạp hơn như là giấu hộ khẩu này, hoặc là những cái trường hợp không hợp tác lại còn gây những cái khó khăn nhất định trong cái vấn đề chuyển nơi cư trú. Nên nếu trường hợp quá phức tạp và cần luật sư đại diện thì chúng tôi rất sẵn sàng để hỗ trợ các bạn trong vấn đề hộ khẩu, trích lục hộ khẩu hoặc sửa đổi những giấy tờ về hành chính. Hy vọng rằng video ngắn này sẽ có ích cho các bạn, và trong tương lai nếu các bạn muốn sử dụng dịch vụ thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Chúng tôi rất hạnh để hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.